到身上见到闹、哦、共点兼能量点单是没能人受奶奶人那共我将令三人干掉中大共这人和各爱我Anh Thiện ơi, hả? Hai anh em vô lời mình kinh tình ăn cãi nhau kìa. Anh thấy là hai anh em đó ít khi to tiếng với nhau. Có chuyện gì xảy ra vậy Ben, em có biết không? Đương nhiên là em biết chứ anh Thiện. Michael và Zita sẽ có một trận thi đấu với nhau. Roland thì ra sức cổ vũ cho Zita. Còn Kinson nó thì cứ một mực cho rằng là Michael sẽ chiến thắng. Thế là hai thằng đó là cãi nhau. Chà, một bên là Zita, người bất khả chiến bại trong các trận đấu, là tay đua hạng A mạnh nhất. Còn một bên á là Michael, người sở hữu chiến xa thần thú, bò hút cuồng nộ mạnh nhất. Có vẻ như là trận đấu này sẽ rất lôi cuốn đó Ben. Đây gọi là kỳ phùng địch thủ đó anh Thiện. Mà em tò mò quá à. Cả hai người ai cũng nhỏ như vậy á, thì không biết ai sẽ chiến thắng đây. Cái này thì khó lắm. Michael và Zita là hai cách thi đấu khác nhau. Zita thì xem trọng chiến thuật thi đấu, còn Michael thì chủ yếu coi sức mạnh để đánh bại đối thủ. Nghe anh Thiết Thiện nói á, thì em nghĩ trong trận này thì Michael chắc chắn sẽ chiến thắng. Sao em lại nghĩ như vậy? Tại vì theo em á, cả Zita và Michael đều có kinh nghiệm chiến đấu. Họ sẽ biết cách làm sao để chiến thắng đối phương. Như vậy á, thì chỉ cần chiến xa thần thú có ai mạnh hơn thì chắc chắn là nó sẽ chiến thắng rồi. Em nói nghe thì cũng có lý. Nhưng để coi cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng, sắp tới phải coi trận đấu diễn ra mới được. Chúng ta hãy cùng theo dõi nha. Bộ phim Chiến xa thần thú, tập phim Trận thách đấu giữa hai cao thủ. Tập 25, Trận thách đấu giữa hai cao thủ. Thưa các bạn xem đài thân mến, đây là tin mới nhất của cuộc đua chiến xa thần thú. Hả? Tin tức gì mới vậy? Hôm nay xin thông báo với các bạn một tin tức nóng hổi vô cùng chấn động. Đấu trường trên không sẽ tổ chức một cuộc thi đấu rất đặc biệt. Người bất khả chiến bại trong các trận đua sẽ xuất hiện trong cuộc thi đấu ngày hôm nay. Đó chính là Zeta. Wow, Zeta. Cùng với đối thủ là một người ngang tài ngang sức ở bảng A, người sử dụng chiến xa bò hút cuồng nộ, đó là Michael. Wow, là anh Michael à. Anh Michael, cố lên đi anh Michael. Kinson à, làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Anh hai, sao anh cứ ủng hộ Zeta hoài vậy? Như vậy thì sao chứ? À, anh Michael đã tập luyện cho chúng ta, dĩ nhiên là phải ủng hộ anh ấy rồi. Anh... anh vẫn ủng hộ Zeta. Anh ấy bất khả chiến bại, tuyệt đối sẽ không thua Michael đâu. Yeah. Anh nói cái gì? Anh nói cái gì sai sao? Tôi không ngờ Vũ Linh trước giờ luôn bình tĩnh, cũng có lúc nổi giận như vậy. Hai cậu đừng cãi nữa. Các bạn xem đài thân mến, chắc là các bạn đang tranh cãi đỏ mặt tí tai xem ai là người chiến thắng có đúng không? Hả? Là, không lẽ chúng ta bị theo dõi sao? Cho dù ra sao thì người chiến thắng cuối cùng cũng chỉ có một mà thôi. Hơn nữa, người theo dõi xuyên suốt và hiểu rõ lai lịch của hai đối thủ, đánh giá chính xác kết quả của cuộc thi này chính là các bạn khán giả. Ủa? Lai lịch gì chứ? Hình như Zeta và Michael hai người cùng luyện chiến xa thần thú trên cùng một sân tập đó. Trước đây, đây chính là chỗ anh và Zeta luyện tập đó. Bài luyện tập đặc biệt này nói không chừng có thể giúp các em trở thành tay đua hạng A giống như anh và Zeta vậy đó. À, mình cũng nhớ. Vậy hả? Hả? À, có chuyện này nữa sao?
Vậy chờ tới lúc gặp được Michael, chúng ta hỏi cho rõ đi. Vô lên. Kỹ sơn. Anh Michael. Anh có chuyện này muốn nhờ hai em. Hai đứa làm đối thủ cho anh luyện tập có được không vậy? Tiến lên đi, bò hút cuồng nộ. Chiến xa xuất phát. Chiến xa xuất phát. Chiến xa đã thủ. Cuồng phong đại bàng, dũng mãnh sư tử. Chiến xa thần phục. Bảo chiến phi long, khủng long bảo chúa. Tốt lắm. Dù cho bà hút cuồng độ lợi hại cỡ nào, bây giờ đấu một chọi bốn, chúng ta thắng chắc luôn rồi. Có chắc là như vậy không? Sao có thể vậy được? Cậu ấy, ngay cả mình cũng bị áp đảo rồi. Hả? Sao lại như vậy được? Được rồi, được rồi. Tới đây là đủ. Bò hút à? Bạn đã sở hữu chiến xa thần thú chưa? Bảo chiến phi long chỉ đầu cánh biển lửa. Đại bàng cuồng phong với đôi cánh bão táp. Khủng long bạo chúa với tiếng thét sấm rền. Gấu thép hùng chiến với móng vuốt ác hơn. Dũng mãnh sư tử với tuyệt kỹ phô mồi. Hãy sở hữu ngay một chiến xa và trở thành quán quân tê đua chiến xa thần thú nhé. Sản phẩm có bán tại ấn phẩm cho đường và các cửa hàng đồ chơi trên toàn quốc. Yahoo! Tốt lắm! Đây nè! Nhìn bên đây nè! Góc độ này rất là đẹp. Sau khi thi đấu, dáng vẻ của chiến xa nhìn thật sự rất tuyệt. Đã chụp hình xong rồi, còn được hỗ trợ tập luyện nữa chứ. Cảm ơn các em nha. Lên, Kim Sơn. Không hổ danh là anh Michael, quá lợi hại luôn rồi. Vô lên, em làm sao vậy? Mặc dù trước đây lúc thi đấu, em đã biết là anh rất mạnh. Nhưng mà lần này chúng ta đấu một chọi bốn, sao lại dễ dàng thua như vậy chứ? Xin lỗi, trước đây lúc thi đấu với các em, thật ra anh có nương tay một chút đó. Wow, anh Michael, anh giỏi quá đi. Cảm ơn hai em. Đây là trận tập luyện rất đặc biệt. Trận tiếp theo phải đấu với Zeta. Anh càng có lòng tự tin hơn. Anh cảm thấy như vậy thì có thể thắng được Zeta sao? Ừ. Anh chẳng qua chỉ dựa vào sức mạnh mà thôi. Anh hai. Đúng vậy. Dùng sức mạnh đánh bại đối thủ, đó chính là cách thi đấu của anh. Nhưng mà thi đấu như vậy là không nên chút nào. Michael, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Ngoài sức mạnh ra thì chiến thuật cũng vô cùng quan trọng. Đúng vậy, hay là mọi người cùng cho ý kiến đi. Nè, các cậu. Cảm ơn mọi người. Thực ra bò hút đất giống tính cách con người của anh. Một người đàn ông dũng cảm đó. Wow. Nói như vậy nghĩa là sao? Lúc nhỏ anh từng sống trong một nông trại rất lớn. Yeah. Yeah. Không có ai ngăn cản được mình đâu. Michael. Hả? Đã nói bao nhiêu lần rồi? Đau lắm đó. Anh à, em sai rồi. Nghe đi, công việc chăn bò của chúng ta là phải coi chừng tốt đàn bò, hướng dẫn bọn chúng đi cho đúng hướng, không được để chúng chạy lung tung khắp nơi như em được đâu. Nhưng mà em muốn làm gì đó khác biệt. Ví dụ như là chơi đá banh, đánh cầu lông, những chuyện khiến người ta vui vẻ và dũng cảm mạnh mẽ hơn. Đừng có than phiền nữa. Em sinh ra ở đây, chỉ cần chăm sóc tốt anh chị em, cùng họ trưởng thành mạnh khỏe là đủ rồi. Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Anh à, anh sai rồi. Em muốn
Em muốn đi ngao du khắp thế giới rộng lớn này. Yeah! Về một đêm mưa gió, anh đã rời khỏi nơi mình sinh ra. Cứ đi về một đêm phía trước, đi mãi về phía trước, dông đuổi khắp đời một mình. Yeah! 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 Đúng là cứ tiến về phía trước mãi. Wow! Anh cũng nên học cách làm sao để mà quẹo đi chứ. Đến khi anh nhận ra anh đã tới đây rồi. Yeah! Chạy đi, bò sống chủ. Xem ra cậu cũng có băng lệnh đó chứ. Yeah! Xem ra cậu cũng có ba lệnh đó chứ. Cậu cũng vậy. Cứ như vậy, anh và bò hút cuồng nộ trở thành đôi bạn mạnh nhất, cùng nhau tham gia thi đấu đó. Wow, thiệt là tuyệt vời. Bây giờ anh rất hài lòng, có thể chung đội với cậu ấy, dùng cách mình thích nhất để thi đấu. Vậy lần này anh nhất định dùng cách yêu thích của mình đánh bại Zeta đúng không? Dĩ nhiên. Cuộc thi đấu ngày mai, hai em cứ chờ mà xem. Wow. Thật sự có thể thắng sao? Chào các bạn khán giả, các chiến xa thần thú trên toàn thế giới. Trận đấu được mong đợi nhất sắp sửa chính thức bắt đầu. Xem ra mọi người đều rất là phấn khích. Bây giờ xin mời hai đối thủ của chúng ta vào đấu trường. Đầu tiên là anh chàng có sức mạnh tuyệt vời, Michael. Yeah. Bạn của Michael, hai tay đua nhỏ nhất được yêu thích, Yolan và Kinson cũng tới rồi. Cuộc thi này náo nhiệt thiệt luôn đó. Trận đấu dành cho tay đua hạng A quả thật là không tầm thường. Tiếp theo, một nhân vật khác mà mọi người mong đợi đã lâu. Hả? Wow, nghe thấy chưa? Một giọng điệu vô cùng tự tin, đó chính là Zeta. Hãy để tôi mang đến cho các bạn một trận đấu tuyệt vời nào. Zeta, Yolan, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong cuộc thi như vậy đúng không? À, vậy thì hãy xem anh thắng cuộc thi này trong nháy mắt đi nào. Bớt nói nhảm đi, hôm nay tôi thắng chắc rồi. Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu mà hai tuyển thủ của chúng ta đã vô cùng háo hức và phấn khích rồi. Yolan, là các em hả? Hả? Mọi người tới đông đủ, đúng là hồi hộp quá đi. Anh ơi, anh chắc chắn sẽ thắng mà. Anh ơi cũng có mặt nữa hả trời. Mọi người hãy im lặng một chút, nghe tôi nói trước đã. Cuộc thi hôm nay vô cùng đơn giản, đường đua chỉ là một đường thẳng. Ở cuối có để hai đồng xu năng lượng, ai lấy được trước và có thể biến hình thần thú sẽ có lợi thế. Rốt cuộc là đối thủ nào sẽ giành được chiến thắng đây? Đường đua này đúng là làm ra để dành riêng cho mình rồi. Cho dù đường đua có thế nào, tôi cũng sẽ giành chiến thắng. Wow. Đã chuẩn bị xong chưa? Cuộc thi đấu bắt đầu. Chiến xa xuất phát. Hey. Chiến xa xuất phát. Hey. Độ xuất phát của họ nhanh thiệt luôn đó. Nhưng mà Zeta nhìn quái phóng hơn. Cái gì? Rõ ràng Michael đẹp hơn. Zeta đẹp hơn. Mọi người đều thấy rồi đó.
đây chính là cuộc thi của tay đua hạng à. Cuộc thi đã trở nên căng thẳng rồi, nhưng mà đây chỉ là màn mở đầu của hai đối thủ mà thôi. Mình sẽ không để thua cậu đâu. Mọi người đang cổ vũ rất hào hứng. Hay quá đi. Họ vừa chống đỡ đòn tấn công của đối phương kìa, vừa tiến về phía trước. Nếu là chúng ta đã sớm bị đẩy ngã rồi. Không ngừng áp đảo đối phương, tiến về phía trước để giành được đồng xu năng lượng. Đúng là đẳng cấp thi đấu hoàn toàn khác mà. Đúng là giỏi thiệt. Vở kịch hay chỉ mới bắt đầu mà thôi. Zeta. Cái gì? Xem đây. À ha, bò hút cuồng nổ vẫn chưa biến hình mà đã dùng cần cẩu tấn công rồi. Michael biết tận dụng điểm đặc biệt của chiến xa thần thú. Sáng chút nữa rớt xuống rồi. Bò hút cuồng nổ. Lại được nó rồi. Đúng là hỗn loạn quá mà. Không, vô Linh. Đây chưa là gì hết. Trong các cuộc thi đấu chiến xa, chiến thắng chính là tất cả. Chỉ có không ngừng giành chiến thắng mới là cách duy nhất tồn tại trong thế giới chiến xa này. Nói rất đúng. Từ lúc tôi bắt đầu tham gia thi đấu chiến xa, chưa từng thắng cậu lần nào. Ngay cả chỉ là luyện tập, tôi cũng thua cậu 29 lần rồi. Zeta, cũng chính tại vì cậu, tôi mới chỉ xếp thứ hai mà thôi. Michael, cậu có biết, tôi không chấp nhận được chuyện này. Mình hiểu tâm trạng của cậu. Mình cũng vậy. Chưa bao giờ trở thành con giáp đầu tiên hết. Cậu thật hiểu mình. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải chiến thắng, sau đó liên tục giành chiến thắng, trở thành vô địch. Mình muốn 12 con giáp sẽ bắt đầu bằng con bò. Chuột không xứng đáng đứng đầu trong 12 con giáp đâu. Hóa ra đây chính là mục tiêu của tuyển thủ Michael. Tôi ủng hộ bạn, 100% ủng hộ bạn. Yeah, các em trai em gái của anh. Anh ấy đang nói cái gì vậy? Anh ấy đẹp trai quá đi, đẹp trai quá. Chiến xa thần thú. Wow! Lấy được đồng xu năng lượng đầu tiên chính là bò hút cuồng nổ. Tốt lắm, tiếp tục hạ gục nó đi. Suy nghĩ quá đơn giản rồi, giống như chiến thuật của cậu vậy. Không lẽ là truyền thuyết bất bại của Zeta hôm nay phải kết thúc thật sao? Chuẩn bị sẵn sàng. Thần thú biến hình. Là đồng xu thức tỉnh năng lượng kìa. Tại sao lại vậy chứ? Cậu ta chuẩn bị từ lúc nào vậy? Chiến xa thần thú, đấu thép cùng chiến. Go, go, bất khả chiến bại. Đấu trường chiến xa thần thú, thách đấu loạn chiến đoạt xu. Chiến xa nào sẽ thắng, mỗi đối thủ phải thách đấu 2 đồng xu. Trận đấu diễn ra từng lượt, đến khi các xu được bắt hết, gỗ thép hùng chiến đã bắt được xu năng lượng và biến hình. Dũng mãnh sư tử đã bắt được xu năng lượng. Bảo chiến phi long, chiến xa đoạt được nhiều xu năng lượng nhất sẽ là người chiến thắng. Sản phẩm có bán tại Ma Kingdom và các cửa hàng đồ chơi trên toàn quốc. Ôi cái mông của tôi. Sự phản công này thật xuất sắc. Chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy mông đau ê ẩm. Sao vậy? Yeah!
Hả? Tiêu rồi, bò hút cuồng nổ mất kiểm soát, đang hướng về phía của Vô Linh và Kim Sơn. Bình tĩnh lại đi, bò hút cuồng nổ. Bây giờ phải làm sao đây? Hả? Nghe đi, công việc chăn bò của chúng ta là phải coi chừng tốt đàn bò, hướng dẫn cho chúng nơi mà chúng cần phải đi đến. Việc chăn bò. Đúng rồi, em hiểu rồi. Anh hai. Hả? Michael đột nhiên chặn trước mặt của bò hút cuồng nổ. Làm như vậy là quá nguy hiểm. Tới đây, tới đây đi. Vậy có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì không? Không được. Vậy là sao? Chuyện gì vậy? Thấy sao hả? Đây chính là tôi, chàng cowboy Michael. Dừng lại rồi, Michael đã dùng sức mạnh dừng bò hút cuồng nổ lại. Nhưng bởi vì bò hút cuồng nổ chạy ra khỏi đường đua nên trận đấu đã kết thúc. Người chiến thắng chính là Zeta. Má vậy? Lần thứ 30 rồi. Vô Linh. Hả? Thi đấu vừa vui vẻ vừa nghiêm túc, đó là nguyên tắc của anh. Anh chờ các em tham gia vào cuộc thi lần này. Anh Zeta, tạm biệt các bạn trẻ và cả đối thủ của tôi nữa. Cậu nghe cho kỹ đi, lần sau tôi nhất định đánh bại cậu, đánh bại kỷ lục của cậu. Khán giả đều nhiệt liệt hoan hô. Chiến thuật tuyệt hảo, phán đoán chính xác, sức lực mạnh mẽ, đó chính là Zeta. Đúng là trận đấu tuyệt vời, không hổ danh tay đua hạng A. Anh hai và mọi người, anh giỏi quá, anh giỏi quá, anh giỏi quá đi, anh giỏi quá, anh giỏi quá đi. Em hiểu rồi, bởi vì trước đây em từng là cậu bé chăn bò, cho nên mới có được như ngày hôm nay. Em sẽ nỗ lực hơn nữa, sẽ có một ngày em đem lại cho mọi người cuộc sống sung sướng. Chào em nha. Anh ơi, cố lên nha. Sẽ chờ anh trở về đó. Không có gì hết. Michael thật là giỏi. Nhưng mà xem trong cuộc thi này rồi, em cảm thấy anh Zeta thật sự rất tài giỏi. Chúng ta cũng phải trở thành tay đua chiến xa thần thú lợi hại như vậy. Trận tiếp theo sẽ là trận thách đấu cuối cùng của cuộc thi chiến xa. Rốt cuộc là ai có thể tiếp tục ở lại đấu trường trên không này đây? Chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Thiệt là chỉ có một chút nữa thôi là chiến thắng đã nằm trong tay Michael rồi. Vậy mà không ngờ. Đó là không ngờ của chúng ta thôi. Chứ anh thấy á, ngay cả lúc nguy cấp nhất á, Zeta cũng vô cùng bình tĩnh và đưa ra đòn phản công bất ngờ, cũng đã có chú ý sẵn rồi. Vậy chúng ta nên dùng sức mạnh của trí óc, thì sẽ luôn thấy sức mạnh và thể chất hả anh? Thật ra chúng ta nên xem trọng sức mạnh của trí óc và thể chất ngang nhau, để hai sức mạnh này hỗ trợ cho nhau là tốt nhất. Nếu hôm nay Zeta và chiến xa thần thú của mình không có sức mạnh về thể chất thì cũng đã dễ dàng bị chiến xa thần thú bò hút cuồng nộ đẩy ra khỏi đường đua ngay từ đầu rồi, đúng không Ben? Tất nhiên rồi, anh nhắc em mới nhớ nha. Ban đầu chiến xa gấu thép cùng chiến á đã bị bò hút cuồng nộ đẩy rất là mạnh, nhưng vẫn chạy trên đường đua khốc liệt, không thua kém gì hết á. Vậy thì sau này em sẽ học tập Zeta, vừa học thật giỏi và cũng rèn luyện thể chất thật là mạnh mẽ. Nhưng mà cũng có một điều ở Michael rất đáng cho chúng ta học hỏi, chính là những bài học chúng ta đã được dạy thì nên ghi nhớ rõ ràng. Đừng nghĩ chúng ta học xong rồi không cần dùng nữa mà lãng quên đi. Em thấy không, nhờ nhớ lại những lời mà anh hai của mình chỉ dạy mà Michael đã khống chế được bò hút cuồng nộ đó. Lúc đó mà Michael không ra tay kịp thì có lẽ sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra rồi. Đúng rồi đó Ben, vì vậy em cũng nên học tập Michael. Vậy em sẽ học hỏi Zeta một ít nè, Michael một ít nè, và tất nhiên là sẽ học anh Kiki một ít nữa để em có thể giỏi lên từng ngày. Dạo này Ben bắt đầu biết nịnh người khác rồi đó. Còn bây giờ
các em hãy nhớ truy cập vào fanpage của Chiến Xa Thần Thú, đó chính là www.facebook.com/chiến xa thần thú để biết thêm thông tin về lịch trình thách đấu nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Đi. Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.